Đôi lúc, tình trạng chóng mặt buồn nôn không phải là triệu chứng thông thường của thai nghén, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn bị tụt huyết áp khi mang thai. Tụt huyết áp khi mang thai cũng để lại nhiều biến chứng nguy hiểm như tăng huyết áp. Vậy mẹ bầu cần làm gì để khắc phục tình trạng này? Hãy cùng tìm hiểu ngay những thông tin sau nhé! 1. Nguyên nhân tụt huyết áp khi mang thai. Tụt huyết áp hay huyết áp thấp được xác định khi huyết áp tâm thu dưới 90mm thủy ngân hoặc huyết áp tâm trương dưới 60mm thủy ngân. Khi mang thai, cơ thể người phụ nữ phải trải qua nhiều sự thay đổi để thích nghi với việc sống chung và nuôi dưỡng thai nhi bên trong tử cung. Vì vậy, sức khỏe của người phụ nữ luôn cần được quan tâm và theo dõi định kỳ khi mang thai. Theo sinh lý, trong nửa đầu thai kỳ, huyết áp của người mẹ thường được giữ ở mức thấp nhưng vẫn đảm bảo tuần hoàn nhau thai nuôi dưỡng thai nhi. Lý giải cho điều này là sự giãn nở của hệ mạch máu tăng cường thể tích tuần hoàn đến tử cung và bánh nhau. Tuy nhiên, tụt huyết áp trong thai kỳ không phải lúc nào cũng là tình trạng sinh lý. Huyết áp tụt quá thấp có thể gây nguy hại cho tình trạng sức khỏe của thai nhi. Một số thói quen không tốt có thể gây tụt huyết áp khi mang thai như thay đổi tư thế đột ngột, tắm quá lâu. Bên cạnh đó, một số bệnh lý cũng là nguyên nhân gây tụt huyết áp khi mang thai như bệnh lý tim mạch, thiếu máu, nhiễm trùng, chảy máu, chấn thương, bệnh lý thận, mất nước, nôn mửa gây giảm thể tích tuần hoàn, phản ứng dị ứng, tác dụng phụ của các loại thuốc. 2. Nguy cơ có thể xảy ra khi bà bầu tụt huyết áp. Một trong những rủi ro chính đối với bà bầu bị tụt huyết áp là té ngã do choáng váng, do ngất nếu đứng dậy quá nhanh sau khi ngồi hoặc nằm. Các chấn thương va chạm sau những đợt ngất xỉu như vậy là những mối nguy hại cho sức khỏe của thai nhi. Sau khi tụt huyết áp xảy ra, lượng máu đến bánh nhau để nuôi dưỡng cho bào thai bị sụt giảm, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng cho quá trình phát triển chào đời của em bé, chẳng hạn như làm cho thai chết lưu, sinh non, trẻ sơ sinh nhẹ cân. 3. Dấu hiệu tụt huyết áp khi mang thai. Mặc dù việc tụt huyết áp thường không quá nguy hiểm, nhưng các triệu chứng có thể gây phiền toái hoặc làm giảm chất lượng cuộc sống của mẹ bầu, đặc biệt là nếu bạn chưa từng trải qua tình trạng này trước đây. Tụt huyết áp khi mang thai sẽ biểu hiện bằng triệu chứng lâm sàng khác nhau như khó thở, buồn nôn, chóng mặt, vã mồ hôi, da xanh tái, mờ mắt, ngất xỉu, thường khát nước ngay cả khi vừa uống nước trước đó. 4. Cách khắc phục tình trạng tụt huyết áp. Thông thường, không có biện pháp điều trị y tế cụ thể cho tình trạng tụt huyết áp khi mang thai 3 tháng đầu. Giá trị huyết áp thường sẽ trở lại bình thường trong 3 tháng cuối của thai kỳ. Tuy nhiên, một số phụ nữ trải qua các đợt huyết áp thấp bất thường có thể cần dùng đến thuốc. Bất kỳ tình trạng nào khiến bạn bị tụt huyết áp chẳng hạn như thiếu máu hoặc mất cân bằng nội tiết tố sẽ cần phải được ưu tiên điều trị. Ngoài ra, các mẹ cũng có thể khắc phục tình trạng tụt huyết áp bằng cách như không thay đổi tư thế đột ngột. Giá trị của huyết áp có thể tụt giảm nhanh chóng nếu thai phụ thay đổi tư thế từ nằm hoặc ngồi sang đứng. Vì vậy, mọi hành động đều cần thực hiện chậm rãi và nhẹ nhàng. Thiết lập chế độ ăn với nhiều bữa ăn nhỏ hàng ngày, phòng ngừa được tình trạng tụt huyết áp khi mang thai. Bên cạnh đó, các mẹ cần uống đủ nước, bổ sung thêm các loại nước trái cây để cung cấp đủ vitamin và khoáng chất. Hy vọng với những chia sẻ trên đã mang lại những thông tin hữu ích cho các mẹ bầu. Chúc các mẹ có một thai kỳ an toàn và khỏe mạnh.